Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Kết hợp hành tây với những thực phẩm này, sức khỏe của bạn sẽ gặp rắc rối. Hành tây được biết đến là thực phẩm mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu kết hợp hành tây với một số thực phẩm sau, có thể sức khỏe bạn sẽ gặp rắc rối. Hành tây là một trong những loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Thực phẩm này được mệnh danh hoàng hậu rau củ nhờ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ dồi dào thành phần phytoncide như allicin nên ăn nhiều hành tây giúp diệt khuẩn, chống lại virus cúm và ngăn ngừa bệnh cảm lạnh. Hành tây còn có tác dụng tăng nhu động ruột, thanh nhiệt, long đờm, lợi tiểu. Dùng hành tây thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Hành tây chứa nhiều selen và quercetin, có tác dụng ức chế sự phân chia, phát triển của các tế bào ung thư. Một trong những công dụng phổ biến của hành tây là hạ huyết áp. Đây là loại rau củ duy nhất có chứa prostaglandin A, chất làm loãng máu tự nhiên, hạ độ nhớt của máu, từ đó giúp hạ huyết áp hiệu quả. Người bị cao huyết áp, các bệnh về tim mạch nên thường xuyên ăn hành tây để tốt cho sức khỏe. Dù mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng hành tây có thể biến thành chất độc gây nguy hiểm khi kết hợp với một số thực phẩm khác. Dưới đây là một số thực phẩm không nên kết hợp cùng hành tây. Tôm. Dù yêu thích tôm đến mấy, bạn cũng không nên ăn món này với hành tây để tránh những hệ quả xấu đến sức khỏe. Nguyên nhân là hành tây kết hợp với tôm sẽ làm tăng nguy cơ hình thành canxi oxalate. Lượng canxi oxalate tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến sỏi thận. Cá. Những món ăn kết hợp giữa hành tây với cá luôn mang lại sự ngon miệng độc đáo, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Nguyên nhân là sự góp mặt của một số thành phần trong hành tây khiến nguồn protein cực tốt trong cá bị kết tủa, lắng đọng ở dạ dày. Điều này dẫn đến sụt giảm lượng dinh dưỡng, đồng thời gây ra hiện tượng khó tiêu, đầy bụng. Trong biển, một trong những sự kết hợp khiến hành tây trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe là dùng nó với trong biển. Dù trong biển chứa nhiều iốt, canxi và chất chống oxy hóa rất tốt cho sự phát triển của cơ thể, nhưng khi kết hợp với hành tây, nguồn axit oxalic trong nguyên liệu này sẽ kết hợp với canxi để nhanh chóng tạo thành canxi oxalate, lâu dần gây sỏi thận. Trong chế biến, bạn nên hạn chế kết hợp hành tây với rong biển để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Nhìn ăn sáng, thói quen khiến hàng chục triệu người Việt mắc đủ bệnh. Nếu nhìn ăn sáng hoặc lười ăn sáng, sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe như tiểu đường, tim mạch, sỏi mật, dạ dày, vân vân, thậm chí ảnh hưởng cả đến sự phát triển trí tuệ. Nhìn ăn sáng không chỉ mang lại sự khởi đầu uể oải trong ngày, mà nếu tiếp tục nhiều ngày, làm tổn hại đến sức khỏe về lâu dài và nguy cơ mắc nhiều bệnh. Trong thực tế, dù là người đang trong chế độ ăn giảm cân hay không muốn tăng cân, cũng cần phải có bữa ăn sáng, vì năng lượng từ bữa ăn sáng thường sẽ được sử dụng hết chứ không tích lũy trong cơ thể như năng lượng từ những bữa ăn chiều tối. Viêm loét dạ dày. Dạ dày luôn co bóp, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Bệnh tiểu đường. So với người ăn 3 bữa một ngày, nam giới không ăn sáng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 25%. Mức đường trong máu của cơ thể thường thấp vào buổi sáng và bữa sáng giúp bổ sung lượng đường trong máu. Nếu không có năng lượng ban đầu từ thực phẩm, bạn có thể cảm thấy cạn kiệt năng lượng và có thể sẽ dễ ăn quá nhiều vào cuối ngày. Các nhà khoa học thuộc các trường Đại học Oxford, Cambridge đã theo dõi trên 4.000 học sinh cấp 1 trong độ tuổi 9 đến 10, giám sát mức độ thường xuyên ăn sáng và khẩu phần ăn. Kết quả cho thấy,
trẻ em không ăn sáng có nhiều dấu hiệu về máu liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn là trẻ ăn sáng đầy đủ. Không ăn sáng, cơ thể không thể đáp ứng đủ các hormone điều tiết quá trình chuyển hóa lượng đường trong máu. Nguy cơ béo phì. Buổi sáng không ăn nên buổi trưa và buổi tối bạn phải ăn nhiều hơn để có đủ năng lượng. Trong khi hoạt động vào buổi chiều và tối không nhiều, thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể bạn ngày một tăng, lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều. Điều này có thể dẫn đến bệnh béo phì. Tốc độ lão hóa nhanh. Do không ăn sáng nên cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng. Do vậy, dễ xuất hiện nếp nhăn nhất ở vùng mắt và mặt. Mắc bệnh mãn tính. Bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm, để có sức lực, cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên, vân vân, hoạt động để tạo ra năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá, nó có thể tạo ra nhiều axit, dẫn tới các bệnh mãn tính. Bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Trường Sức khỏe Cộng đồng Đại học Harvard phân tích thói quen ăn uống hàng ngày, cũng như theo dõi các vấn đề sức khỏe của gần 27.000 nam giới ở độ tuổi từ 45 đến 82, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2008. Kết quả nghiên cứu khẳng định nguy cơ mắc các cơn đau tim hoặc tử vong do các bệnh tim mạch ở nam giới bỏ bữa sáng thường xuyên cao hơn tới 27% so với những người ăn sáng đầy đủ. Ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Một nghiên cứu của Singapore chứng minh rằng nếu trẻ em thường xuyên không ăn sáng thì có thể sự phát triển não của trẻ sẽ bị giảm, từ đó ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ. Hôi miệng. Một bài viết đăng trên tờ tạp chí Nha khoa Quốc tế cho hay không ăn sáng khiến các thanh thiếu niên có nguy cơ gấp đôi mắc chứng hôi miệng. Bởi vì nước bọt có chức năng làm sạch miệng, mà ăn sáng có thể kích thích tiết nước bọt. Táo bón. Nếu ăn đầy đủ 3 bữa trong ngày, cơ thể sẽ tự nhiên xuất hiện hiện tượng phản xạ dạ dày, đại tràng. Nếu việc ăn sáng không thành thói quen, lâu ngày có thể khiến phản xạ này mất kiểm soát, dẫn tới chứng táo bón. Kết sỏi ở mật. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, giật mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, giật mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật. Tránh xa những món ăn dưới đây, tình trạng viêm khớp sẽ thuyên giảm đáng kể. Thật không dễ chịu chút nào khi mắc các bệnh về xương khớp. Đặc biệt vào mùa lạnh, tình trạng viêm khớp trở nên nghiêm trọng hơn, gây nên những cơn đau nhức dữ dội. Khi khớp bị viêm, lớp sụn trở nên sơ cứng và mất khả năng đệm cho xương, khiến mọi cử động đều trở nên khó khăn, thậm chí đau đớn. Các triệu chứng của viêm khớp có thể trầm trọng hơn nếu ăn phải những loại thực phẩm kích hoạt gây viêm. Trong video này, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin chia sẻ đến bạn vài món ăn mà người bệnh viêm khớp phải tránh xa để giảm các cơn đau. Cà muối. Cà muối, dưa cải muối là món ăn đặc trưng của mùa lạnh. Thật nhanh chóng và tiện lợi, chỉ cần một chén cà muối, bữa cơm ngày lạnh đã trở nên hấp dẫn lạ thường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây là kẻ thù của người bị bệnh viêm khớp. Theo nguyên tắc dinh dưỡng, các món ăn quá mặn đều không tốt cho hệ xương khớp. Nguyên nhân là tủy xương chưa đến 99% canxi. Trong khi đó, thành phần trong muối làm tăng đào thải canxi, lâu dần khiến hệ xương khớp không còn khỏe mạnh. Cà muối mặn nhiều hay ít tùy vào cách chế biến của mỗi người. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều, thao tác chính để làm ra món ăn này vẫn là ướp muối. Đồng thời, dù tốt cho hệ tiêu hóa, cà muối cũng chứa một số chất gây ung thư. Đông y cho rằng cà là một trong những thức ăn làm bệnh thấp khớp phát triển. Mỗi bữa ăn chỉ nên ăn vài trái cà để kích thích hệ tiêu hóa.
Nếu ăn quá nhiều và thường xuyên, không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa, cà muối còn khiến bệnh viêm khớp thêm trầm trọng. Chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra bị xương khớp không được ăn dưa cà muối. Tuy nhiên, với những phân tích trên đây, người bị viêm khớp nên hạn chế ăn cà muối để tránh những cơn đau nhức và cải thiện tình trạng bệnh. Món ăn từ cà chua. Cà chua được biết đến là thần dược kháng viêm, có nhiều tác dụng trong việc ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, với người bị bệnh gút, một dạng viêm khớp có nguyên nhân từ việc tăng lượng axit uric trong máu, thì loại quả này lại là hung thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cà chua là một trong những tác nhân gây ra đau khớp. Theo đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn nhiều cà chua làm tăng hàm lượng axit uric trong máu, nên khiến các khớp bị sưng và đau hơn. Dù vậy, bạn không cần phải kiêng cà chua quá khắt khe. Theo đó, chỉ nên hạn chế và đảm bảo hàm lượng axit uric trong máu không tăng là được. Thực phẩm đóng hộp. Không chỉ là kẻ thù của hệ tim mạch, thực phẩm đóng hộp hay chế biến sẵn còn mang đến nhiều nguy hiểm cho xương khớp. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng hàm lượng muối và axit béo omega 6 là thành phần quan trọng của thực phẩm đóng hộp. Trong khi đó, quá nhiều muối và axit béo omega 6 là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra thoái hóa khớp. Nhưng món ăn đóng hộp cũng như chế biến sẵn, gà rán, cá hộp, xúc xích, v.v. không tốt cho hệ xương khớp. Do đó, tránh xa thực phẩm đóng hộp là việc bạn nên làm để có hệ xương khớp khỏe mạnh và thoát khỏi những cơn đau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.